Cửa hàng Uni Quản Hà Nội đã sẵn sàng đón khách. Đúng 9 giờ 30 sáng 6 tháng 3, thương hiệu thời trang hàng đầu Nhật Bản Uni Quản sẽ chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội rộng 2.500m2 trong vòng 3-5 năm tới. Uni Quản sẽ tiếp tục mở thêm cửa hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dù sáng mai 6 tháng 3, thương hiệu bán lẻ thời trang hàng đầu Nhật Bản Uni Quản mới chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Xong ngay từ chiều 5 tháng 3, cửa hàng Uni Quản Leo Vincom Phạm Ngọc Thạch đã mở cửa đón khách mời và giới truyền thông. Trải dài trên hai tầng, với tổng diện tích bán hàng lên đến gần 2.500 mét vuông. Cửa hàng Uni Quản Leo đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng Hà Nội. Theo thông tin từ ông Osamu Ikezu, Tổng Giám đốc Uni Quản Leo Việt Nam, cửa hàng Uni Quản Leo Vincom Phạm Ngọc Thạch là một trong những cửa hàng Uni Quản Leo lớn nhất. Tại khu vực Đông Nam Á, thiết kế bên trong của cửa hàng cũng được đầu tư đặc biệt với sự đa dạng khác nhau với một khu vực trang trí làm từ tre tự nhiên của Việt Nam hay một khu vực trưng bày dòng sản phẩm ưu ti chuyên biệt nhằm mang đến những trải nghiệm mua sắm độc đáo nhất dành cho người dân thủ đô. Hầu hết các dòng sản phẩm của Uniquan Leo dành cho các khách hàng Nam, nữ, trẻ em, đã được bày bán ở cả hai tầng lầu của tòa nhà với giá bán dưới 2 triệu đồng. Sản phẩm có những sản phẩm được bán với giá chỉ trên dưới 200.000 đồng các sản phẩm uni quản leo vốn rất được người tiêu dùng việt nam ưa chuộng như sản phẩm áo phao siêu nhẹ áo cha hay thị trường ếch áo chống nắng uv cũng được bày bán tại đây ngoài ra uni quản leo vincom phạm ngọc thạch cũng có một khu vực riêng bày bán sản phẩm ưu áo thun uni quản leo đặc biệt là bộ siêu tập UT mickey Sten kết hợp các mẫu họa tiết độc quyền và dành riêng cho thị trường việt nam như nón lá hoa sen việc uni quản mở cửa hàng tại hà nội đã được đông đảo người tiêu, dùng trông đợi từ lâu, nhất là sau khi Uniquản Leo mở cửa hàng đầu tiên. Tại Việt Nam Uniquản Leo đồng khởi, thành phố Hồ Chí Minh, vào năm ngoái, đây là thương hiệu thời trang rất, được người tiêu, dùng Việt Nam ưa chuộng bởi độ tiện dụng, mà, vẫn rất thời trang. Tại cuộc họp báo về sự kiện khai trương cửa hàng Uniquản Leo Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên báo đầu tư. Tổng Giám đốc Uni Quản Việt Nam Osamu Ikezu xác nhận thông tin Uni Quản dự kiến mở 3 cửa hàng tại Hà Nội trong năm nay, tuy nhiên không tiết lộ các chi tiết cụ thể. Vị đại diện của Uni Quản Việt Nam cũng cho biết, trong vòng 3-5 năm tới, Uni Quản sẽ tăng nhanh các cửa hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù vậy, số lượng và thời gian cụ thể chưa được chia sẻ. Theo ông Osamu Ikezu, thì cùng với việc mở cửa hàng. Tại Việt Nam, Uni Quản cũng sẽ tăng cường việc sản xuất tại Việt Nam. Hiện nay, ngoài Trung Quốc, Uni Quản cũng đã tăng cường sản xuất ở Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam. Dịch COVID-19 không ảnh hưởng tới kế hoạch mở cửa hàng. Tại Hà Nội do chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, có thể việc sản xuất tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng vào tháng 3, tháng 4 tới, ông Osamu Ikezu nói và cho biết Uni Quản sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình sản xuất để không ảnh hưởng đến việc cung ứng ra thị trường. Theo chia sẻ của ông Osamu Ikezu, thì việc Uni quản Leo mở cửa hàng tại Việt Nam là dựa trên tiềm năng của thị trường, với tốc độ tăng trưởng giáo dục khoảng 7%, dân số trẻ, năng động. Hơn nữa, tại Việt Nam, chúng tôi còn có nhà máy sản xuất. Việc mở cửa hàng tại nơi sản xuất sẽ tạo thuận lợi trong kinh doanh, giảm thời gian và chi phí đưa sản phẩm ra thị trường, ông Osamu Ikezu nói song song với sự kiện khai trương cửa hàng uni quản leo đầu tiên tại hà nội dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền hà nội là ông nguyễn đức trung chủ tịch áp nhân dân thành phố hà nội và ông umeda đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam uni quản leo việt nam đã ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ với sở công thương hà nội cam kết việc kinh doanh và hợp tác lâu dài tại thị trường hà nội cụ thể uni quản leo việt nam sẽ tăng cường đầu tư thông qua việc mở rộng hệ thống bán lẻ. Tại Hà Nội, lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự, đồng thời phối hợp với sở ngành liên quan để tăng cường phòng chống hàng giả, hàng nhái, đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao. Trong khi đó, Sở Công Thương Hà Nội sẽ đại diện cho áp nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ và kết nối với các sở ngành liên quan trên địa bàn Hà Nội trong việc thực hiện cam kết nói trên. Phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại